Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Sấm sét nổ, thần trời vây bùa, Đặng Tiêu Vi tài của hung tàn, tạo ra năm dọc bảy ngang, máu tươi đẫm hút da vàng lại quên, chờ đợi sấm thần trời xuất hiện, giờ đừng ai cầu nguyện thế người, phạt răng cái thứ dễ ngươi, quên nguồn, quên cội, quên từ thiện nhân, giờ binh tướng thánh thần chờ sẵn, phạt tới rồi hiểu đặng chưa đời, tai nghe mắt hỡi lệ rơi, cơ cùng nguyên cuối lập đời hành dân, gieo tội ác ngày gần không biết, sự loạn cuồng ráo riết đua đòi, giật giành chiếm đoạt vàng thôi, hiền nhân ẩn trốn móc môi phê bình, còn gây loạn chúng sanh khủng khiếp, ỷ cao cầu ăn hiếp người hiền, giàu sang chút nữa kinh nghiêng, nếu không thay đổi giữ hiền khó ra, phong thần lập sơn hà vĩ đại, giúp dân an quốc thái vui mừng, xem nhau chẳng phải người dân, nước nhà thịnh vượng chấn hưng đảo trời, phong thần lập khắp nơi điên đảo, diệt tà gian giả mạo tên đề, gần ngày thảm não ủ ê, ai còn ai mất chớ hề nghĩ suy, sấm gian dậy còn gì hỡi chúng, xét đánh ra làm phủng nghĩa cầu, đó là trái đất còn đâu, nơi nào cũng sụp khó hầu còn nguyên, làm nghiêng ngửa ngửa nghiêng tại chúng, trời Phật tiên không dụng của phàm, trước gieo sau hưởng phải cam, nếu suy nghĩ kịp đừng làm việc gian, trời thanh lọc đổi màn chân thật, trung nước non chọn bậc nhân tài, trung minh đúng bậc là trai, nữ trong trinh bạch hiện ngay đứng hầu, sấm sét nổ nhà lầu sụp trước, dù bạc muôn mấy thước cũng tàn, chôn vùi biển thẳm lỗ hang, chừng đó khóc hận dở dang muộn rồi. Ai nói trước sống coi xem thử, ai được còn xuất xứ con trời, không dung rủi cảnh mê chơi, tiền dư cứu giúp trong đời khổ đau, đừng qua mặt trời cao đất rộng, đúng ngày nay nghiệp cộng đời rồi, ít nhiều phải trả đấy thôi, còn kẻ gian ác làm mồi thú lan, đừng rộn rịp sắp hàng qua lại, kêu dân ơi lại bái làm gì, đúng giờ trời luận thần truy, ngày mai tái lập sổ thì cầm tay, kêu bớ gái bớ trai phút cuối, ta cầu mong trong buổi chiều về, còn có cơ hội đừng mê, cúi đầu sám hối nhẹ nhàng tội xưa, còn biết mà không chừa bị phạm, thầy dù thương không dám mở lời, đúng giờ binh tướng khắp nơi, buổi giây do luật Phật trời sai đi, ta xét nghĩ nghĩ suy cũng đúng, thương thánh nhân chung đụng với phàm, xuống trần phải chịu khổ cam, xuống đi khuyến chúng biết làm sao đây, thánh nhân dạy sửa xây tu tập, đặng thành nhân gặp hội mây rồng, đáp đền đất nước non sông, sơn hà xã tắc giống dòng Việt Nam, suy nghĩ kỹ hiền làm giữ bỏ, người trí minh hiểu rõ ta mừng, sửa tâm đừng có dựng dưng, bước đi cũng hiểu chân dừng cũng hay, tu để biết tà tay ẩn khuất, nó đam mê triệu ức vàng tiền, xưa kia tiền bối nhủ khuyên, mau mau bỏ giữ làm hiền nhờ thân, tôn kính trời thánh thần có nghĩa, đừng cống cao mai mỉa tội trời, muốn ai cũng được thảnh thơi, mở ra cửa miệng nhẹ lời thanh bai, hợp với thánh ngày nay liêm sĩ, trung với thần trực chỉ một đường,
mặt tình ai ghét cùng thương, tu mi giữ vẹn con đường mà thôi. Ta nay nhắc ráng hồi trí lại, người quang minh chính đại sao thành, nam đường có bậc đại danh, trung quân ái quốc trời dành Phật ban. Ta rảo khắp xóm làng khuyến thiện, không bày ra nhiều chuyện hại người, gặp thầy bình lặng vui tươi, núp trong bóng mát đại từ là ngoan. Mau sửa soạn lên đàn Phật rước, còn trần gian hiểu được mới màu, tu hành đạt được lý sâu, người còn sống đó thánh cầu gần bên. Nơi trần thế đảm quên trần thế, có không mặc kệ chẳng buồn, cầm tiền tâm hỡi lại buông, ở trần không nhiễm lệ tuôn gạt liền. Mau gấp gấp về miền tiên đạo, về ở đâu rồi dạo nơi nào, chỉ cho bá tánh nhìn mau, tâm mình thay đổi nhìn nào mới ra. Trước mặt đó mà ta không thấy, đừng nghĩ khôn nghĩ quấy ngu khờ, lửa thì đâu có mà dơ, tại mình không gọi hiện giờ lắm thân. Nếu ta biết hồng trần tiên cảnh, chỗ bồng lai bá tánh không lường, tại mình nghiệp lực còn dương, vô minh mũa khắp biết phương nào nhìn. Bạn cùng Phật yêu thương tiên cảnh, gần ngày đi cứu cánh mình liền, tự độ ta biết cuồng điên, độ tha vị bác xa miền trần nhơ. Quý giá lắm hiện giờ khế khích, tội phước kìa nhích lại gần kề. Nếu ai hướng thiện hồi quê, nhìn coi trước mặt bồ đề hiện ra, có từ Phổ Thích Ca thiền giáo, bao tháng năm rốt ráo đặng thành, bây giờ mới có Phật danh, lắng tâm thì thấy khôn lanh mất ngài. Tịnh nhìn Phật còn sai không thấy, ngộ mới xa cạm bẫy cuối cùng, tu hành bẻ gãy kiếm cung, không còn thù hận giữ hung đặng chừa. Bao nhiêu năm thù chưa chấm dứt, để làm chi nồng nực khổ sầu, cuối cùng cũng xuống hố sâu, hồn linh tan nát có đâu tụ về. Nay thầy chuẩn bút phê rất rõ, ngàn người ơi sắp bỏ đấy rồi, bỏ nhiều cách lắm dân ôi, đó là do lệnh của trời trị dân, cấp binh tướng thánh thần trừng phạt, xác người còn một nát gần kề. Từ đây cho tới năm dê, mùa hè cây trái tứ bề rụng vang, ta biết nói lũng bàn gì nữa, chúc bá gia cải sửa kịp thời. Còn có cơ hội ai ơi, mau mau rốt ráo cấp thời tu tâm. Con ơi thể chiến ba miền, Việt Nam ta đó sẽ đà giao tranh. Ai đã chiếm thế quyền anh, ai đã chiếm thế vị danh nước nhà. Con ơi ở cõi ta bà, quyền danh chức vị cũng là như không. Người nào nắm luật thần thông, của trời của đất mới là người cao. Được trời lệnh xuống truyền trao, được phong tước vị làm thần thế gian. Con ơi luật trời đã ban, rõ ràng minh triết ở trong siêu hình. Dân tình trần thế vô minh, cho nên không hiểu luật trời ra sao. Luật trời phải biết các sao, là nguồn tinh túy ở trong siêu hình. Linh hồn nào biết tâm linh, thì sao chiếu mạng sẽ đà sáng trong. Người nào có mệnh có sao, lập nên đất nước lập nên triều đình, thì thời phải biết thân mình,
Gió trời sắp đặt vẫn mình nước non, gắn liền với tấm lòng son, đưa cả dân tộc vào trong an lành. Người quyền thiếu trí thiếu minh, thì trời xét xử luật trong siêu hình. Cho nên đất nước nổi tình, tranh quyền tranh dị thật là rối ren. Người quyền sẽ được một phen trải qua bài học mà trời ban cho. Ban cho trí tuệ mở mang, ban cho những phép thông thiên với trời, hay cho bài học nhớ đời, để đà tỉnh ngộ vận mình tới đâu. Tới đây tất cả người người đều phải hứng chịu những điều cực đoan. Miền Nam có nhiều nỗi oan, miền Bắc tự tại nắm quyền giao tranh. Miền Trung chiếm chị chiếm anh, đưa bàn tay đá vẽ nên hình người. Chiến trường dở khóc dở cười, ai đà thống lãnh của thời tới đây. Luật trời chỉ rõ hình cây, kẻ nào gấp rẽ tâm linh với trời, kẻ đó sẽ được rạng người, cứu nguy dân tộc xa rời chiến tranh. Kẻ nào chỉ vì quyền danh, sẽ bị hồi vốn ngay trong hiện tiền. Con ơi người chức có quyền, hãy mau tỉnh thức để dân được nhờ. Con ơi lời nói của Ngài, Phật Dương xuống thế sẽ thời độ cho. Độ cho người có chức quan to, độ cho dân chúng biết lo tu hành. Để đà cứu vớt dân lành, để đà cứu vớt nhân dân nước mình.